Xin chào quý bà con, mình là Tùng, kỹ thuật của Thế Giới Máy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bà con một số lưu ý chi tiết khi mình mà mua một cái đầu xịt nước như đầu rửa xe về mà mình sử dụng một cách cho nó thời gian sử dụng nó cao, hiệu quả hơn và nó ít bị hư hơn. Mình sẽ hướng dẫn cho bà con một số chi tiết nhỏ, nhiều khi mấy cửa hàng bán nhiều người ta cũng chưa nắm vững được những cái này, thì nay mình sẽ giới thiệu cho bà con. Khi mua máy về bà con nhớ chú ý nè, kiểm tra coi lượng nhớt là khi cửa hàng bán đã chậm cho mình chưa. Đây bà con sẽ nhìn thấy bên đây có một cái mức nắp để bà con nhìn thấy được cái mức lượng nhớt bên trong. Bà con cứ châm nhớt vô nha, châm vô sao cho nó vừa ngập qua lên tới mí ngang ngón tay mình là được. Này, vừa ngập qua này xíu. Đây thấy không? Đây là cái đường châm nhớt vô. Này. Nhớ đổ nhớt ra rồi. Rồi mình đẩy kính lại thôi, nhớt nó trào ra ngoài. Đó là điều quan trọng và cơ bản nhất, bà con phải nhớ là châm nhớt đầy đủ vô đây. Ngoài ra đây, khi mà con sử dụng một thời gian á, tầm cả từ 1 tháng đến 1,5 tháng, 2 tháng gì đó, bà con nhớ kiểm tra, chúng ta dọn về dặn mấy cái này ra, chúng ta châm mỡ bò vô. Việc châm mỡ bò này á, một số bà con nhiều khi sử dụng một thời gian chúng ta không để ý tới nó thì nó sẽ mau ảnh hưởng tới, nó mau hư cái bộ phát bơm với lại tia bơm, nó sẽ mau mòn do không được tiếp xúc mỡ bò bôi trơn. Đây bà con cứ dặn lên, con nhét đầy mỡ bò vô trong đây nha. Rồi chúng ta nhét đầy vô đây nè, đầy luôn. Xong chúng ta nhét vô trong nắp một xíu nữa cho đầy cái nắp này luôn. Rồi bà con úp vô, bạn dặn ép xuống vừa tay thôi, bạn cho mỡ bò nó ép được, ép xuống dưới để mà cái máy hoạt động được lâu bền á. Bà con nhớ lưu ý những chi tiết nhỏ như thế nè, ba cái nút là ba của ba cái tia bơm. Đấy, chúng ta nhớ kiểm tra khoảng từ 1 tháng rồi chúng ta kiểm tra 1 lần cũng được, và nó sẽ giúp cho mấy cái phốt với lại tia bơm nó sử dụng thời gian sử dụng nó sẽ kéo dài tăng hơn, nó lâu hơn, nó ít bị mòn hơn. Thì rồi mình đã vừa giới thiệu cho bà con cách sử dụng châm nhớt lại châm ba cái mỡ bò vô ba cái đầu bơm này để cho bảo vệ phốt với lại tia. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bà con một số lỗi cơ bản mà khi bà con sử dụng một thời gian là nó thường bị nè. Thứ nhất là nó bị mất nước và nước nó không hút lên được. Thứ hai là bị giảm áp. Đây, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn bà con nha. Mình sử dụng thời gian á, nhiều khi cái nguồn nước của mình nó bị dơ ha, bị bụi bẩn lắc cây đi vào á. Đầu tiên này bà con để ý là coi cái nước, lượng nước ra nó bị nhiều không, mà sao áp của mình nó không lên. Mình xả lên, mình dặn lên nhiều luôn mà nước nó ra yếu. Rồi bà con cứ kéo cái gần này về nha, kéo ra buông gì thật mạnh cho mình đó, để cho nó đóng kín cái áp lại. Nhiều khi nó bị dơ hoặc lá cây bụi bẩn nó dính ở đây, nó bị đẩy cái ti lên, nó không kín được cho nên áp nó yếu. Rồi trường hợp thứ hai, phía ngay chỗ này nó có 2 con ốc, ở trong đây nó sẽ lập một cái 3 cái lớp B để dòng nước ra, dòng nước chỉ vào thôi chứ nó không bị trọt ngược lại. Mà khi nó có bị lá cây á đi vào á, đây mình cách xử lý cơ bản nhất, bà con không cần phải đem ra thợ, rất là dễ xử lý, mình chỉ cần dặn 2 con ốc ra thôi. Rồi. Đây là trường hợp thường gặp nhất. Đây bà con thấy không? Đây nó có sẽ có 3 cái lớp B nè. Bà con chỉ cần dặn này ra, bà con kiểm tra nè. Ngay cái này nè, coi cái này nó kín chưa? Xem cái lớp B nè, nó có bị nghẹt rác vô đây không? Nghẹt rác hoặc nghẹt lát cây vô đây không? Con vệ sinh cho nó sạch đó. Con hơi lắp vô đây trước nha. Cái này, cái đầu này bà con nhớ quay vô trong đây. Còn phần ron bà con ịnh sát rồi trong đây. Đây, bà con cứ ấp vô. Ngoài ra thì nó cũng còn một số trường hợp nữa, nhưng mà đây là những trường hợp cơ bản mà dễ mắc gặp nhất. Có thể là nó thể do cái bộ phận ron bên trong ti sứ bà con sử dụng thời gian lâu á, nó mới ảnh hưởng tới. Còn cái trường hợp này là trường hợp phổ biến nhất, ví dụ lá cây mà vô tình nó bị rơi vào á, nó sẽ nghẹt, việc đó là nó không lên áp, nó ra nước yếu hoặc không ra nước luôn. Đây cách cho bà con xử lý nhanh gọn nhất mà mình không mất thời gian. Rồi mình ráng vô, mình siết ốc chặt lại là xong. Rồi mình đã chỉ cho bà con một số cái biện pháp mà để chúng ta phòng tránh, kiểu như là khắc phục một số xử lý trường hợp nhỏ, như là để cho các bụi bặm, lá cây, rác nó vô tình mà nó đi vào trong máy là nó bị mất nước hoặc mất áp. Ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho bà con cách tự để mình thay cái bộ ron
bơm này mà không cần phải đem ra ngoài tiệm hoặc đem tới thợ, cho bà con dễ xử lý nhất tại nhà luôn. Cảm ơn bà con đã xem và quan tâm đến kênh của mình. Nếu bà con thấy hay hãy cho mình một share và một lượt chia sẻ nha. Mình sẽ ra nhiều clip hướng dẫn cho bà con những cách xử lý đơn giản mà mình không cần phải đem ra tiệm hoặc đem thợ. Tùng, kỹ thuật hơi cho máy, chuyên sửa tất cả các loại máy.